Xin chào quý chị đã quay trở lại với kênh Mua Bán Xe Cũ. Hôm nay Dương Minh Auto vừa về một chiếc Kia Carnival. Chiếc xe này là phiên bản 2.2 máy dầu Signature, phiên bản cao cấp nhất của series của Carnival anh chị nhé. Và sau đây em sẽ quay qua tổng thể của chiếc xe cho anh chị cùng xem. Chiếc xe này thì là mang ngoại thất màu xanh, nội thất ghế da hai màu anh chị nhé. Chiếc xe này thì là phiên bản cao cấp nhất sử dụng động cơ 2.2 máy dầu anh chị nhé. Xe được trang bị full công nghệ của Kia, tất cả các công nghệ hiện đại cũng như là mới nhất. Chiếc xe này của em thì là một chủ từ đầu, sơn zin 100% luôn anh chị nhé. Sơn zin 100%, chưa từng sơn lại một lần nào cả. Chiếc xe này thì sử dụng full cảm biến trước sau, đèn full led anh chị nhé. Cụm đèn pha của xe đây đó, như là đèn xi nhan anh chị này, đèn gầm anh chị, tất cả đều là đèn full led hết anh chị nhé. Chiếc xe này thì là một dàn lốp zin theo xe, lốp sơ cua chưa hạ anh chị ạ. Đó, tất cả những cái vết xước zin đây đều còn nguyên anh chị nhé. Bên em chưa làm, xe để mộc nguyên anh chị. Đó, sơn zin 100% luôn anh chị nhé. La răng phay đó. Carnival thì sử dụng lốp mít đi lại rất là êm anh chị nhé, cũng như rất là bền đó. Carnival thì không phải bàn rồi, một mẫu xe MVP 7 chỗ cao cấp của nhà Kia anh chị nhé. Đó, để là răng to anh chị ạ. Đó, là răng 19 inch. Xe có bệ bước này anh chị này. Đó, ngoài ra xe cũng có cả cam 360 anh chị ạ. Cam 360. Tất cả hệ thống cửa của xe đằng sau này đều là cửa điện anh chị ạ. Đóng mở đều bằng điện hết, một chạm là xong. Đó. Ở từ phiên bản là đời 2022 trở lên thì chúng ta sẽ sử dụng nội thất ghế da màu nâu da bò này anh chị nhé. Đó, đời 2021 thì là chúng ta chỉ dùng sử dụng ghế màu vàng thôi chị ạ, nhìn không được đẹp bằng, để nâng cấp lên ghế màu da bò này nhìn rất là đẹp, rất là ưng mắt này chị ạ. Đây ạ, khoang nội thất của chiếc Carnival thì phải nói là rất là đẹp rồi. Đây chị này, đó, ta đi cánh cửa đây. Chiếc xe này thì keo chỉ máy móc nguyên bản 100% anh chị nhá. Anh chị chúng ta có thể check test bất cứ nơi đâu mà mình muốn anh chị ạ. Ghế da bịt phụ đây, đó. Trên phiên bản Signature này chúng ta có trang bị cửa nóc đôi anh chị ạ. Đó. Và chỉ phiên bản cao cấp này thì chúng ta mới được trang bị option này thôi anh chị ạ. Anh chị, tất cả đều đóng mở một chạm hết. Đây chị. Đây. Đó. Để lốp lắp la răng đều rất đẹp. Chiếc xe chạy cực kỳ ít luôn chị nhé, củ phanh rất là tươi. Đó, la răng thì không một tí xước vào luôn. Đây một phần hông xe chị này. Đó, hông xe. Xe thì cũng sử dụng đèn full led luôn, cụm đèn hậu full led anh chị này. Đó. Chị nhé, đèn lùi này. Cảm biến sau đây. Xe chúng ta có sử dụng cốp điện đấy chị nhé. Cốp điện. Đó. Khoang cốp của Carnival thì vô cùng rộng rồi. Đó, chị này. Độ mới của xe là rất cao chị nhá. Ốc cốp chị này, tất cả đều nguyên bản hết chị. Đó. Từ những chi tiết nhỏ nhất đều rất là đẹp chị. Chủ xe đi rất là giữ gìn chị nhá. Cốp điện nóng mở thì rất là tiện lợi. Để cả bốn la răng đều rất đẹp đấy chị, không một la răng nào bị xước đâu. Đó, lốp thì vô cùng dày, chiếc xe mới chạy có hơn 2 vạn km thôi. Em sẽ quay phần nội thất hàng ghế thứ hai cũng như hàng ghế thứ ba chị nhá. Đây, đây là các hàng ghế cho chủ tịch đây chị này, cùng với rất nhiều các nút điều khiển chỉnh ghế đây. Cực kỳ mới chị nhá, chị có thể thấy đây, cực kỳ mới luôn, không thua kém gì xe mới cả chị ạ. Đó, đây là ghế da ghế thứ ba chị này. Đó, hàng ghế này rất là ít khi ngồi chị ạ. Đó, tất cả mọi thứ đều rất là mới chị. Cửa nóc của xe đây. Đó, đến đây phần ghế lái đây chị, đây là tắp đi ghế lái đây. Đó, trên chiếc Carnival này chúng ta có sử dụng âm thanh loa bâu chị nhá, gương kính chỉnh điện cũng như là nhớ hai vị trí ghế cho ghế bên lái chị ạ.
Đó. Đây là cái da bên lái chị này. Sử dụng với điện chị nhá. Có cả bơm lưng luôn. Đây, cái da bên phụ đây. Phần cần số của xe đây, cần số xoay chị nhá. Thật sự là vào khoang nội thất của chiếc Carnival này thì không khác gì khoang máy bay cả anh chị ạ. Cực kỳ đẹp luôn. Trên phiên bản này chúng ta có sử dụng giữ làn đường chị nhá, giữ khoảng cách với xe phía trước, cũng như là ga tự động cruise control chị ạ. Hệ thống sấy sưởi ghế đầy đủ cả chị nhá. Đó. Cực kỳ đẹp. Đây, tiến đến phần động cơ của xe. Chiếc xe này thì sử dụng động cơ 2.2 máy dầu Smart Trim ấy chị ạ. Máy mới nhất của dòng Hyundai như là Kia. Động cơ này thì cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu, cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu chị nhá. Vô cùng bền bỉ. Đó. Ốc cabo nguyên bản chị này, keo chỉ cabo đây, tất cả mọi thứ đều nguyên bản hết chị nhá. Chị chúng ta có thể check test bất cứ nơi đâu mà mình muốn.